Về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nội dung của định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia trình Trung ương lần này bao gồm những vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách, chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch phát triển nói chung và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quốc gia nói riêng. Tập trung nhận định, đánh giá tình hình phát triển và tổ chức không gian phát triển của đất nước thời kỳ 2011-2020, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được, và các định hướng lớn về phát triển và phân bố không gian phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu, định hướng tổ chức không gian theo vùng, lãnh thổ, định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền quốc gia, v.v. Đây là công việc lần đầu tiên chúng ta làm, rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, song lại rất quan trọng, cấp thiết và cần thiết. Các bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước hiện đang rất mong đợi. Vì vậy, đề nghị với Trung ương cần tập trung nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, thảo luận thật sôi nổi, sâu sắc những vấn đề nêu trong tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, tạo sự thống nhất cao đối với dự thảo kết luận của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, góp phần thiết thực cho việc lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nói riêng và các quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước nói chung. Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, đây là một công việc rất cơ bản, phạm vi rất rộng lớn, tính chất hết sức phức tạp, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, hiện vẫn còn những vấn đề chưa thật rõ và không ít những ý kiến khác nhau, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tổng Bí thư đề nghị bám sát văn kiện Đại hội 13 của Đảng và thực tế đất nước, xu thế phát triển trên thế giới, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ giải pháp lớn cần được triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhấn mạnh những vấn đề cần bàn và quyết định tại Hội nghị Trung ương lần này đều rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp.